nó đi vô đường này không có ai với thằng trước hết trơn, đi vô tuốt ở làm sao luôn. Okay. Cái nó chụp tôi. Nó chụp tôi nha. Ôm vậy trời ơi cô ơi cô. À, cô sao cái này cô ốm quá vậy cô. Tội nghiệp cô quá nha cô. Là làm vậy đó. Ở nó ôm tôi vậy đó. Cái nó bờ đầu cái nó kêu tôi đi. Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay quay trở lại Am Cô Sư Cô Như Thiện, sống trong cái căn am mục nát như thế này nè cô bác quý anh chị. Hôm nay thì cũng những ngày trước đây thì Vương Hồ cũng nhận được một tin khá là sốc khi mà Như Cô Sư Cô Như Thiện lại bị những kẻ gian lừa gạt và lấy mất đi cái số tiền của mình. Thì để biết được như thế nào chắc có lẽ là Sư Cô Như Thiện chia sẻ lại cái câu chuyện đó và mình cũng muốn xem coi như thế nào. Dạ. Hôm nay am của mình thì cũng sắp hoàn thành rồi ha cô ha. Dạ. Cái này là lót gạch này là cô chọn luôn hả cô? Cô đi chọn. Sư cô đi chọn đó hả? Cô. Dạ. Cô có đi đâu? Ờ bên đây dán ở bên đây đẹp quá rồi nè. Ở bên đây là thờ cái gì? Ông Tiêu Hậu Pháp. Bên đây là mẹ Quan Âm. Ở trên thì Bổn Sư. Dạ. Ở đây Đức Bổn Sư. Để cho nó chét ngon rồi xong á hồ. Dạ. Chét ngon xong rồi mình hãy thỉnh Phật lên. Dạ. Cái này con thấy gần xong rồi chỉ còn cái phần la phong này nữa thôi. La phong nữa. Ở đây không? Ở đây mình dán hết thấy nó đẹp quá ha cô, sạch sẽ ha. Ở ngoài sau này nữa, cái phần cái phòng này nữa. Phần sau đó là bây giờ nó đang đổ. Đang đổ lại. Chắc khoảng chừng tuần 2 tuần nữa là xong chắc hay cô ha? Tuần nữa. À, cô chắc đổ vậy. Dạ. Cô đổ chắc 10 bữa. 10 bữa nữa hay cô ha? Ừ. Dạ. Hôm nay thì tự nghỉ hết rồi. Ngồi ở trên lại. Cái am mới như thế này nhìn có vẻ ấm cúng quá. Nói chung là chỉ còn chờ ngày mình hoàn thành cái phần còn lại thì mình thượng Phật lên thôi. Ừ. Hay cô ha? Ừ. Cô thì hôm trình nó gạt cô làm sao vậy cô? Thì hôm trước thì con cũng có nghe con cái quá trình mà con đi An Giang thì con có nghe được chị Yến là thông tin với con là cô bị gạt tiền, là một người phụ nữ gạt tiền. Thì cái quá trình đó như thế nào cô có thể cô ngồi xích đây đi, cô có thể thuật lại cho con cũng như là cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân có thể nắm rõ được không? Tại vì hôm trước thì con cũng có con với lại cô Hai Vui thì cũng có thông tin với cô là cái những cái kẻ xấu, những người lừa đảo rất là nhiều. Và có gì thì cô cứ thông tin với con với lại cô Hai Vui. À, dạ thì hôm nay cô có thể chia sẻ lại cho con. Tảng sáng cỡ 7 giờ ở đây nè thì cũng như con Hiền cháu nó đi chợ. Đi chợ mua đồ ăn nặng cho thợ làm đó. Rồi cái mấy vô nó mua cho con cái bịch cháo vậy nè, con ăn mới có thằng nữa à. Mà nó đi vô đường này không có ai với thằng trước hết trơn, đi vô tuốt ở làm sao luôn. Okay. Cái nó chụp tôi. Nó chụp tôi nha. Ôm vậy trời ơi cô ơi cô. À, cô sao cái này cô ốm quá vậy cô. Tội nghiệp cô quá nha cô. Là làm vậy đó. Ở nó ôm tôi vậy đó. Cái nó bờ đầu cái nó kêu tôi đi. Nó kêu cô sẽ chặn đi ra ngoài ngoài á. Có thấy đoàn đây lại đông dữ lắm. Đi ra ngoài chợ Thần Thét á. À, cái sắm đồ cho cô sắm cho cái niệm rồi cô bác bên đó người ta sẽ ủng hộ cho cô nặng cô sữa cái đâu này cho thành phảnh nó nói vậy. Cái bắt đầu cái nó kêu tôi đi cái quận vô hại à, tôi nói thể để thai chút ha, thôi đi cô đừng đi. Cái nó chở dưới nó nói cái gì tôi cũng không biết luôn nữa, nó nói nhỏ nhỏ gì đó đi xuống dưới cái cắp này nè, rồi lên trên này cái nó kêu cô lấy có giấy chứng minh, cô lấy giấy chứng minh đi với hộ khẩu rồi tiền cô nhiêu có cô bỏ đem theo đi để nhà mất á.
rồi xe sách tiếp theo. Rồi cái số cũng như ở dưới Mỹ Hậu đó, người ta cho hôm đó hai người, ta có lên cho được hai cái bơ thơ được 7 triệu mấy, tính là cũng như bơm 3 cát thêm nè, đang làm cho nó đủ cái gom được 7 triệu rưỡi tôi để trong cái bơ thơ á. Cái kêu cô đem theo đi để nhà mất á, cũng nghe lời nè, hãy vô cái giỏ thì nguyên cái giỏ mà quẩy đi đám hoài đó, giỏ đại này nè. Cái thấy tôi tẩy vô trọng, tẩy vô trọng cái lấy chế chứng minh chứ hộ khẩu cũng bỏ vô đó luôn. Rồi xuống đò cái kêu còn vô trong túi cô móc cô bỏ vô đeo luôn đi cô, móc sạch luôn. Ừ, chứng minh không còn đồng xu nữa. Rồi cái quá trình là làm sao mà cô đi đâu rồi làm sao mà nó xách được cái giỏ cô đi? Nó kêu mắng trên chiếc xe thì ra đây, chiếc xe nó đậu ở đây nè, trước chỗ này nè. Xe gì cô? Xe Honda. Xe gì cô biết không? Không biết luôn. Trời, gặp cô đâu nhớ bản số xe đâu. Dạ. Giờ cái nó kêu tôi đi lên cái nó ôm tôi, nó ôm hai cái giò như nè. Nó kêu tôi ôm cái ngực nó đi để té. Ôm giống như mình đi chạy xe ôm đó. Cái tôi cũng sợ xé đi, cái tôi cũng ôm ngăn cái ngực nó vậy đó. Cái giang qua tới chợ ngoài. Xuống đò thì móc mà ở trong túi đưa thảy vô trong giỏ luôn. Nó kêu máng cổ xe nó đi. Chứ lên tới chợ là chỗ cái cua mà bán bông đó, thấy không? Hai cua bán cao bông đó. Cái nó móc 50 ngàn. Cái nó đưa tôi. Nó kêu con lại cô mua cái trái bông. Không có. Cái trái gì mà nó tròn tròn xíu mà nó tư như chú quýt vậy đó. Trái cao. Hạnh hả? Không có, trái hạnh. Trái cao hả cô? Trái nghe trái quýt nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Quýt nhỏ nhỏ đó. Dạ, rồi sao nữa cô? Rồi cái lại nó đưa 50 ngàn, móc 50 ngàn nó đưa tôi thì lại đáng mua gầu cái trả lại thì mất tiền. Cô cho con biết là thời điểm đó là xảy ra là lúc mấy giờ? Vô trong này chắc cỡ 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi mà chèo ra ngoài, đi ra ngoài là mấy giờ? Ra ngoài rồi hồi mất cô quay đó hen. Tiệm quay đó thì hỏi cái cô bán bông thì 8 giờ 40. Dạ, rồi cái người phụ nữ đó là cô có độ được bao nhiêu tuổi hay không? Hình này trùng sồn ạ. Cũng mà mặt mập mà hơi lùn, mặt tròn mà đấy, vô dạ. Trong này thì đội bảo hiểm luôn, bịt mặt luôn. Cô không thấy sợ mặt rõ. Không thấy mặt rõ luôn. Vậy cô cho con hỏi là tại sao mà cô thấy một người lạ như vậy, cô chưa quen một lần nào mà cô lại đi theo? Thì cô cũng không biết nữa, vô nó dỗ nó ôm này kia còn hề. Cái nó nói với cô Hiền chứ mự nó để tôi dẫn cô ra ngoài chợ Đường Thét rồi mua đồ cho cô. Dạ. Lúc đó thì ở trong nhà mình là có tổng cộng bao nhiêu người hả cô ha? Thành nó mần đây. Dạ. Mần nữa cũng ở đây. Dạ. Rồi vợ Thiện thì nó nấu cơm đó thì nó cũng ở với cô ở trong cổng. Thiện thì ngồi cũng như ngồi trên đường ăn cháo đó. Thì cũng nó thì nó nấu cũng 3-4 người. Sao cô đi cô lại không thông báo cho những người nó ở đây? Nó nói luôn mà nó cô ơi ở mấy đứa em tôi dẫn cô đi ra ngoài mua đồ nha cô nha cưng. Nó nói luôn chứ. Dạ. Rồi có cô mà khi mà cô đi á thì cô lại không thông báo là cái thứ nhất nè. Cô lại không thông báo với những người này. Cái thứ hai là cô chưa tìm hiểu rõ cái người lạ mặt đó là ai mà cô lại đi luôn. Nữ bởi vậy cô không biết là sao cô nghe nè, hôm đó em có dặn cô có rồi. Mà tôi cũng nói mà hộ cũng có dặn mà tại sao bữa đó tôi không biết làm sao mà tôi như vậy, tôi không biết luôn. Thông tin với cô bác quý anh chị luôn á là trước khi mà tại vì Bùi Hồ đang giữ cái số tiền của cô nè, cũng hiện nay cũng đang giữ hơn 30 triệu. Là lý do Bùi Hồ không dám đưa tiền cho cô là tại vì cái lý do đó là lý do đó đó, nên là nữ là phải giữ số tiền đó. Và trước đây thì Bùi Hồ cũng có đã thông tin với cô là nói cô ơi, nếu như có đoàn nào mà vô nói cúng dường cho Am thì cô thông báo với tụi con hoặc là thông báo với lại Phong hoặc là cô Hai Vui đó, thì tự nhiên không biết sao tôi đi luôn. Tự nhiên rồi không à, vậy đó rồi cái nào cái này đây? Là ví dụ như hồ theo như cô nghĩ ha, Phật tử đến cúng dường thì tùy hảo tâm đâu ai đòi hỏi. Mạnh Thường Quân người ta hảo tâm có cái lòng ta giúp như người ta giúp, còn này lừa đảo kêu mình đi là có vấn đề đó. Dạ. Với lại có vấn đề là con nhận thấy là hôm trước con có ví một cái ví dụ minh chứng là ở Tiền Giang con đi trao tiền đó cô, là cũng giống như vậy. Chắc có thể là có bùa nghe thì cô khi mà trà ôm cô trà lên mình cô là có thể là bị nghe đâu. Hồ ơi con biết cái gì không? Ngãi đó. Ngãi nghe. Ngãi mà biểu
ngãi á, mà tha ôm cô gì nè là bắt đầu cô mất tâm trí liền. Mất tâm trí. Ừ. Ngãi ghép nghe cái mặt. Rồi xong ra ngoài rồi ha, rồi cái mất rồi bắt đầu cái tỉnh là tôi quân vậy nè. Mấy cô á, cô nói trời ơi cô không có chừng có xỉu. Là lúc kia thì cô bình thường, sau khi mất người đó đi thì cô mới bừng tỉnh lại. Cô mới bừng tỉnh lại. Nó rung nghe tự, nó lạnh tự với giờ anh xuống. Cái giống như mình lúc đó ý thức của cô nó vô cái trạng thái không không có nghe mơ mẩn rồi. Dạ. Giống bị điều khiển. Thành thử là cô luôn lấy luôn cả hộ khẩu của mình, rồi lấy luôn cả chứng minh của mình và lấy luôn tiền của mình bỏ vô cái ví của người ta. Đó. Rồi mất luôn cái đãi đó luôn hả? Mất luôn. Là cô bây giờ cô thông tin cho con là cô mất bao nhiêu tiền và những giấy tờ nào? Ở trong bao thờ đó thì 7 triệu rưỡi. Rồi trong túi đó thì của đó thì cô cũng đi để cho đó là cũng như cả triệu. Mà có tiền nhỏ, tiền lớn thì cô cũng định như là 1 triệu, nó gì là 8 triệu rưỡi đi. Mất 8 triệu rưỡi. Mất luôn giấy tờ luôn. Mất luôn giấy tờ. Vậy là sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Thì 16 giờ Út nó mới chở cô đi xuống dưới. Bữa đó là đi xuống dưới máu liền luôn. Áo liền cũng như là nó mang cái gì ra ra gì đó khi mình mất. Rồi má nó cũng như là nó cô không biết, không biết số xe mà không biết mặt mà không biết gì trơn, làm sao mà tầm được. Rồi sáng nay ngốt cũng trở đặng đi mình làm tờ cớ đặng mình làm giấy lại đó. Rồi xin giấy đơn rồi kìa, làm về đặng ấy để hồi nữa hồi hướng dẫn cho cô để cái hộ khẩu à. Dạ thôi thì bây giờ và cái đó để nữa con cô trò mình tính sau. Thì bây giờ thì coi như đây là một cái nạn của cô rồi. Mà có thể là do một cái gì mình sơ suất nữa là cái thứ hai đó. Thành thử là đây là một cái việc ngoài ý muốn. Thì con lên đây thì con quay clip này để cho Mạnh Thường Quân ta biết là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng thông tin với Mạnh Thường Quân để hạn chế những cái trường hợp bị lừa đảo tiếp theo. Và cô là một trong 3 nạn nhân mà con đã từng biết. Một nạn nhân, con hai nạn nhân trao tiền ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang rồi. Với lại là cô là người thứ ba mà con đã từng biết. Và đặc biệt họ là đều là một người phụ nữ. Và họ lừa gạt nạn nhân cũng là phụ nữ. Đó. Là một những người nhẹ dạ và có thể là chung một người phụ nữ luôn cũng không chừng. Có chừng người đó luôn đó. Dạ. Cái cú lừa gạt này là ra chợ cái biểu móc tiền lại đó mua cái là tóc chạy luôn à. Thì kêu đó. Đi một cái địa điểm khác để di chuyển cái người cái nạn nhân đi đến một cái khoảng vắng nhờ mua cái này cái kia xong nó chạy đi luôn và mất tiêu. Đó là một cái thôi thì qua gọi thì bớt buồn đi cô nha. Thì hôm nay con đến đây thấy mình vậy cũng thôi, mình nhắc chuyện vui đi. Cái chuyện thứ hai thì chắc có lẽ là con sẽ bàn giao một số tiền cho cô Hai Vui để thanh toán hóa đơn nha, để con lấy tiền. Dạ cô, thì hôm nay thì trước tiên là thôi chia buồn cô, coi như nạn đi. Nạn trong khi mình, trước khi mình có âm mới thì mình xong nạn thì mình sẽ gặp được phước ha. Thì hôm nay thì đến đây con cũng âm mình cũng sắp hoàn thành rồi. Thì con đến đây con sẽ giao tiền, cái số tiền còn lại cho cô Hai Vui để thanh toán hóa đơn. Thì sau này cô Hai Vui sẽ giữ hóa đơn đó rồi công bố cho Mạnh Thường Quân biết luôn. Và cái việc thứ hai thì sau khi mà nhà mình, cái âm của mình đó được hoàn chỉnh hết rồi đó, thượng vật lên thì con sẽ làm một cái danh sách của Mạnh Thường Quân. Con gửi cho, con đánh máy con sẽ gửi cho Sico để cô có thể cầu an cho Mạnh Thường Quân như là nói với Sico trước đây. Thì hôm trước thì con nói với cô thì hôm trước là con còn giữ lại là 33.808.000 đồng cộng cho 600 USD, nhưng mà con gửi cho Sico là 3 triệu đồng để cô cái chi phí để mà cô tiêu xài hàng ngày. Cô có nói với con, cô nhớ không cô? Dạ. Thì con còn giữ lại của cô á là 30.808.000 đồng và 600 USD ha. Thì hôm nay thì con rút nốt cái phần còn lại luôn, con trao luôn, có tiền đô và tiền Việt luôn. Ô, trời, tiền đô thì bây giờ tiền đô thì con giao cho cô đi, thì khi nào mà đổi thì cô alo con hướng dẫn cô cách đổi nha. Thì hôm cái cọc này là con mới rút ra luôn nè cô, con mới rút là 30.810.000 đồng đó. Còn cái đó tiền 30.810.000 đồng đó. Còn cái số tiền này là 600 USD. Nè cô cầm tiền đô đi. Hôm nay cầm tiền đô thử cho thử cô. Dạ cô biết đây cái đó. Cô đếm đi, cô đếm tiền đô coi đủ hay sao. Tiền đô nó thường hay dính lắm. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 đô này là được nhiêu ạ?
là 6 × 2 là 12, 13, 14 triệu gì đó cô. Vậy đó hả? 6 đó đó. Cô dốt qua vụ này. Quên nữa, tiền này con dặn cô luôn nè. Tiền này là cô phải để thẳng như thế này. À. Không được bẻ cớp lại. Bẻ cớp lại là nó mất giá trị. Cô phải để thẳng như thế này luôn nè, ha. Dạ còn đây là 30 triệu 810 nghìn đồng con mới rút ra luôn. Vậy đó hả? Dạ. Thì hôm nay là con đã cũng như tiền này là mình phải để thẳng như vậy nè. Dạ tiền đô á, tiền đô á cô. Dạ hôm nay thì con đã coi như là có cô Hai vui cô luôn. Thì con đã giao hết tất cả các số tiền mà Mạnh Thường Quân đã ủng hộ con đến thời điểm này để cho cô Hai vui thanh toán cái hóa đơn với lại cửa hàng vật tư với lại thợ thay. Đó. Thì chắc có lẽ là đến đây thì Bùi Hồ thông tin với bà con cô bác quý anh chị để cho bà con cô bác quý anh chị biết được, nắm được cái tình hình cái am của sư cô đến cái thời điểm này, cũng như là một số mà cái nạn của cô mà gặp được với lại gỡ hết sư cô. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ nói thêm một lần nữa là số tiền mà Bùi Hồ và chị Diệu Tiên vận động được là 63 triệu 808 nghìn đồng nè. Hôm trước thì con có giao cho cô Hai á là 30 triệu đồng nè. Á 30 triệu đồng thì con còn lại là mấy triệu đó, dạ cái đó là của con đó. Rồi còn lại là con 33 triệu 808 nghìn đồng, 200 USD, với lại Mạnh Thường Quân Thái Huệ Phương mới gửi sao 400 USD, là ra 600 USD. Rồi con gửi cho cô sư cô là 3 triệu đồng, thì còn lại 30 triệu 808 nghìn đồng và 600 USD. Đó thì một cái phần này cô muốn gửi lại cho mày nữa, mày đổi đi. Cô cứ cầm đi không sao hết. Hả? Cô cầm đi nợt nào cô nói cô đổi dạ, cô hướng dẫn cô đổi duyên cũng biết nữa. Cô duyên con cô không? Dạ. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ chắc có lẽ là chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước đã ủng hộ cho sư cô Như Thiện đến thời điểm này. Am thì cũng sắp hoàn thành rồi. Thì khi nào mà thượng Phật lên thì có treo đèn chớp rồi hào quang rồi hết thì sẽ sẽ quay lên một lần nữa. Ở quên nữa, con nói với cô Hai như thế này. Sao? Thì hôm trước là chị Diệu Tiên á, là Mạnh Thường Quân là Việt Kiều ở Úc á, có nhờ mua một số nói dặn nghe con á là mua một số đèn rồi với lại máy nghe kinh Phật. Máy nghe kinh Phật thì con đã có nhờ chị Yến ở Sài Gòn. Và chị Yến đã mua rồi. Thì cái số tiền đó thì con nhờ cô Hai vui trích ở trong này ra đặng trả lại cho chị Yến nha. Nha cô. Dạ rồi, con xin cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Chị sẽ đi qua tham quan cái ngôi nhà của cô Mười nha. Hôm nay vui không con? Cô Mười. Vui. Vui hả? Ở ngày mừng ngủ được không? Được chứ, mừng ngủ ngủ. À, ở đây là cái phòng ngủ của mình đó đúng không? Đây nè. Dạ. À, cô bác anh chị thấy không? À, nói cho cái cảm nghĩ của mình bây giờ cô Mười. Biết nói gì vậy? Cái này là xây cái này ở cô bác anh chị thì nhà của cô Mười thì 4m2 đó, thì còn chờ cái giai đoạn đó là dán gạch ha, còn dán gạch nữa đúng không? Với lại sơn lại, với lại làm cái phần lao phong ở trên này nè. À, ở trên này thì ở trong này thì là cái giường ngủ nè. Mà sau này là cái gì đây cô Mười? Chưa biết chừng nào tới đâu hay đến đó. Cái này. Cửa rồi cái bếp. Cái bên này cái bếp, tại vì hồi đó tính xây nhà tắm mà tính gọn lại là vô nhà tắm đó với cô luôn. Dạ. Ảnh thuận tiện. Còn này là cái bếp. À đây là cô, đây là cái bếp. Cái bếp không có nhà tắm. Không, nhà tắm xây trong đó đó. À nha. Đây là cái bếp, rồi đây là cái phòng ngủ. Phòng khách luôn. Rồi vui quá rồi, có nhà đâu có cần còn nhà lá chuối nữa. Đâu đi ra nhà bếp anh. Ờ đi ra nhà. Ấy cô Mười. Hả? Đi ra nhà tắm hả? Dạ. Chưa có xây rồi, mới có xây cái vách lên à. À vậy là nhà của sư cô, nhà tắm của cô là có hai cái cửa. Một cái cửa trong này đi ra. Với cửa bên hông. Đúng rồi. Dạ. Nhìn nó cô đi vệ sinh đi ở đây. Đây nè. À. Mà mần chưa xong. Mới có xây á đó. Dạ. Cái này là mình là để mình tắm rửa hả? Tắm với đi cầu luôn là. Đi vệ sinh luôn. Như là ấy luôn, hai cái đó. Dạ. Chia ra. Ờ, à, vậy là tắm vệ sinh luôn rồi đó. Trong này là của cô Mười. Làm chung một cái hố ga. Chung luôn ra nó gọn.
cho nó gọn khỏi làm bên kia. Không, tính làm đây mà, nhưng là Thạnh tính lại nó nói thôi đi cô ơi, giờ làm với cô đi chứ dạ. Làm này ở đây là nhà bếp cho cô. Dạ. Đó, rồi giờ mới tính là vậy chứ mới đầu thì tính là ở đây làm đây nè. Thì thôi qua bên đường ở bên sư cô là trong nhà đi ra cũng được. Dạ. Có nghĩa là có một cái vách ngăn riêng rồi cô. Riêng riêng đó, nãy đó, có là cái đó đó. Có một cái cửa đi ra riêng rồi một cái cửa xuống nhà tắm riêng nữa. À. Vậy thôi lên đây được coi, lên. Đây đi thẳng ra. Mà dép mình dép mình dép mình dép. Thôi đường này đường đằng sau đi không được, mang dép vô. Tại đây. Ờ. Dép vô. Rồi quay đi. Còn phần này nữa. Ở đây dán gập rồi nè. Đây nè, thì dán còn khúc đó. Bây giờ còn cái sao. Này này, này chưa nữa dán lên luôn không cô hai? Hả? Dán gập lên không? Đó, không có dán. À. Dán ở dưới không mà. Dạ. Trên đó là mình dạ. Nè. Ờ, cái cửa này là sao cô? Cái cửa này là có cái cửa, cái cửa đây. Không, cái này nữa trong cái bếp tên đi ra, khóa dạ, cái đường cửa đó. Cửa này riêng nè, rồi cửa đó riêng chứ mà là chính có làm có một cái cửa thôi. À. Cái này là cái bồn cầu với nhà tắm luôn của cô. Ừ, cái ngoài đó là của. Còn ngoài này là của cô Mười. Ờ, cái hậu hô chia có nghĩa là hai bồn cầu riêng biệt. Đúng rồi, cô mua cho cô cái bồn cầu cao. Dạ. Còn của Mười thì một cái bồn riêng nữa. Dạ dạ con hiểu rồi. Còn đây là cái khu này là gọi là nấu ăn. Cô nấu ăn. Dạ. Con tưởng là cái vách bên đây thì này ngang chắc 1 mét quá cô. Mét mấy? Mét mấy? Hai cái hai mét mấy lần. À. Ừ, 22 mét 3. Vậy ví dụ như đi nhà vệ sinh riêng vậy có sợ không? Có gì sợ, bình thường. Bình thường. Có cái đó là bên con là riêng hả, hả Mười? Riêng, tại vì cái đó nữa xây cái nắp mình lên. Tại vì cao đó là riêng, cái này đi vô. Đó là riêng, còn này của cô riêng. Cái đó là xây ở ngoài là cho Mười. Bước lên. Với Thiện luôn. Ừ, cái đó là bước lên. Dạ. Hai bồn cầu độc lập nhau á. Hai nhà vệ sinh độc lập với nhau. Đúng rồi. À. Cái bồn ở dưới làm rộng bự dữ lắm. Dạ. À. Nhưng mà điều cái này hố ga này chắc lớn hả cô? Lớn. Bự. Lớn ở dưới lắm. Làm bành kia luôn mà. Ừ. Chỉ là nó phải gấp gần gấp đôi của người ta. Đúng rồi. Nội là cái này không có làm cái bồn ở dưới là 15 bao xi măng rồi đó. Còn ở trên đây nó thành cho làm dưới nó mẹ ơi làm kệ đi. Làm cho ba gia đình mà. Dạ. Bây giờ không lẽ bây giờ có hai người rồi bỏ thằng kia đâu người ta không biết cho nó nữa. Nó tội nghiệp. Dạ. Vậy thôi kệ đi. Mà Thiện á, thì cũng nhà hảo tâm cho nó, từ Thiện cũng cho nó cất cái nhà đó con. Dạ. À. Cô Mười có nói gì với Mạnh Thường Quân không? Giờ nói vậy chỉ đi chứ giờ không biết nói gì. Chính cảm ơn thôi chứ giờ không biết nói gì vậy. Rồi. Nói em thành tâm thành ý cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị ha.